Thì quay mọi số. Quay nè. Thì nè. Dày, dày. Rồi quay bên đây. Bên trái thôi, quay bên phải qua. Quay bên phải qua. Ừ. Chứ nếu là lộn mèo được thì lộn đi, khỏi làm cái đó. Ngồi lên. Ủa gì vậy? Ai nói bạn đứng hàng một hàng cửa. Ê, tiếng Dương theo được rồi đó, để họ dễ động tác cho kỹ hơn. Tập lại tập đi, tập lại cũng được rồi. Ê da. Ai đứng hàng một hàng thử thôi. Lộn nhảy hả?